Xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì mình ghé chỗ dừa phôi mai của Quỳnh Nhiệm tại đường Hoàng Quốc Việt của thành phố Cần Thơ để làm cái clip này giới thiệu đến quý vị và các bạn có nhu cầu giao lưu về phôi mai nha. Chào Nhiệm ơi. Dạ, con xin kính chào cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ con trong thời gian qua. Hôm nay con cũng về được 10 phôi xin giới thiệu với cô chú anh chị. Cảm 10 phôi ha. Quan tâm ủng hộ ạ. Rồi. Đây. Bên đây. Rồi, xây đi. Đầu tiên là phôi số 1 của ngày hôm nay. Phôi này có cây tử nha cô chú anh chị. Đế đẹp nha, đế dày đặc hết trơn nha. Nó có cái cọng đế này hai kênh nè. Ví dụ cô chú anh chị mình không thích thì cắt cọng đế này dưới đây nó vẫn còn có đế nha. Rồi xây đi. Chia cành đều hết màu chơi nha cô chú anh chị. Chia cành. Đế dày đặc hết trơn á. Không sót cọng đế hả? Rồi đo thông số đi em ơi. Hoành thân ở vị trí này là 32. 32 dạ. Rồi cây tử. Hoành của cây tử là 14. 14 dạ. Rồi. Đường kính bầu của cây là 43. 43 dạ. Rồi. Chiều cao tổng thể của cây là 95. Rồi. Cây gắt dốt gắt đẹp nha cô chú anh chị. Dốt đọt thẳng lên chi cành đều. Cây số 1 này con giao lưu với cô chú anh chị là 4,5 triệu, con bao ship toàn quốc. 4,5 triệu bao ship toàn quốc. Rồi, đổi phôi. Tiếp theo là phôi thứ 2. Phôi thứ 2 cũng là một phôi dáng trực chi cành đầy đủ nha cô chú anh chị. Nó có dáng như hình thú nha. Cái này nó cũng như là cọng đuôi đi. Nè, nhìn cái mặt bên đây này như là cọng đuôi nè, nó bỏ chân nhìn mặt bên đây là nó gắt keo. Đế dày nha cô chú anh chị, đế nôm cao. Cao có hơn gan. Rồi. Rồi, thông số. Gắt dốt nha cô chú. Hoành thân ở vị trí này là 26. Rồi. Đường kính bầu là 33. Rồi. Chỗ này nó bị vận chuyển nó bị chày nha cô chú anh chị, nhưng mà không sao đâu, nữa con vết keo lại. Dạ. Chiều cao tổng thể của cây là 92. Rồi. Cây số 2 này có dáng hình thú, con giao lưu giá là 2,3 triệu, con bao ship toàn quốc. Cây đẹp nha cô chú anh chị. Rồi. Tiếp theo là phôi thứ 3. Phôi thứ 3 là một phôi dáng bay. Nhỏ mà đẹp nha cô chú anh chị. Đế để khéo nha. Con xin đo thông số của cây thứ 3. Cái này cũng đo chỗ này. Hoành thân vị trí này là 24. 24 rồi. Dạ. Chiều dài tổng thể của cây là 103. Rồi. Cây số 3 này, dáng bay này con giao lưu với cô chú anh chị giá là 1,8 triệu, bao ship toàn quốc. 1,8 triệu. Bao ship toàn quốc. Rồi đổi phôi em ơi. Để lấy cái cục. Tiếp theo là phôi thứ 4, cũng là một phôi đế nôm. Cây bị lỗ chỗ này nha cô chú anh chị. Cây này rất đẹp nha. Do nó bị lỗ con giao lưu với cô chú anh chị là giá là 1,8 triệu, con bao ship toàn quốc luôn. Rồi, đâu coi chỗ lỗ. Dạ. Rồi. Lỗ khô hết. Rồi đo thông số làm sao vậy mày? Cái này con đo cốt chính thôi nha cô chú anh chị.
Cốt chính vị trí này là 25. Rồi. Chiều cao tổng thể của cây là 85. Rồi. Cây số 4 này do bị lỗ con giao lưu với cô chú anh chị, giá là 1.8 con bao ship toàn quốc. Lỗ khô hết rồi cô chú anh chị. Rồi, đổi thôi em ơi. Tiếp theo là phôi số 5. Đế đẹp cũ nha cô chú anh chị. Chơi bonsai hay nha. Rồi. Hoành thân vị trí này cũng như 28 nha cô chú anh chị. Rồi. Cây này củ nó to. Củ nó 51. Rồi. Cây này cao tầm 3 tấc. 3 tấc ha. Dạ. Cây số 5 này con cũng giao lưu giá 1.8 con bao ship toàn quốc. 1.8. Dạ, bao ship toàn quốc. Rồi, đổi cây thôi cô chú anh chị. Rồi. Tiếp theo là phôi số 9. Phôi số 9 này là của phôi của clip trước nè. Của số 6. Phôi số 6 của clip trước anh kia anh đặt rồi, do anh đi công chuyện rồi em không có ship, em giao lưu lại. Rồi. Lùng lực nha cô chú anh chị. Đế cũ nè. Rồi giá em có thông số mà. Hoành thân vị trí này là 27. 27. Dạ. Cũ. Cái cũ nó là 55. Cũ 55. Rồi. À, cao 37. Cao 37. Dạ. Bán đo đường kính bầu cho cô chú mua chậu. Đường kính bầu là 39. Rồi. Dạ. Cây số 6 này con giao lưu cô chú anh chị giá là 1.8 con cũng bao ship toàn quốc. 1.8. Dạ. Bao ship. Rồi đọc số điện thoại cho Nhiệm. Số điện thoại con là 0939829852, con tên Nhiệm. Bãi con ở số 417 đường Hoàng Quốc Việt, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Rồi, đổi thôi. Phôi thứ 7 cũng là một phôi hình thú nha cô chú anh chị. Nó có hai chân trống nè. Cái này là cũng như cái mình nó đi đế cắm xuống không. Rồi, thông số gì mà. Hoành thân vị trí này là 36. 36. Rồi. Đường kính bầu là 43. Rồi. Chiều cao tổng thể của cây là 86. 86. Dạ. Cây số 7 này con giao lưu cô chú anh chị giá là 3.500.000 con bao ship toàn quốc. Rồi, cây số 7. 7. Cây số 7 giá 3.500.000 con bao ship toàn quốc. À. Phôi số 8 là phôi bonsai nghe cô chú anh chị. Chơi bonsai hay nghe cô chú anh chị. Đế đầy đủ hết chưa. Đế dắt khéo. Cái này nó tổng cộng cũng như là nó hai cây mà nó ra 4 thân. Mình chơi theo thế tứ quý được. Rồi, thông số sao đây? Hoành thân của cây lớn nhất là 29. Rồi. Cây nhỏ là 19. Dạ. Rồi hai cây này khỏi thôi. Ừ. Đường kính bầu. Đường kính bầu là 40. 40. Dạ. Cây dạ. Số 8 này con giao lưu cô chú anh chị giá cũng là 3.500.000 con bao ship toàn quốc. 3.500.000. Dạ. Rồi đổi thôi em ơi. Phôi số 9 cũng là phôi bonsai khá hay nghe cô chú anh chị.
này chắc là mặt chính này. Mình chọn này làm mặt chính cho bonsai. Rồi xây đi. Đế điều tứ diện cho nghe cô chú anh chị, thân chảy dài và thân chảy dài. Rồi, cho thông số. Cái này con đo hai vị trí cho cô chú anh chị tham khảo. Hoành tổng chỗ này là 55. Rồi. Dạ. Hoành cốt cốt chính. Cốt chính là 19. Rồi. Dạ, cây này chơi bonsai hay nghe cô chú anh chị. Cây số 9 này còn giao lưu cô chú anh chị giá là 4,5 triệu, cũng bao ship toàn quốc luôn. 4,5 triệu. Dạ, cây đẹp. Rồi, đổi thôi em ơi. Tiếp theo là phôi số 10. Đế lực nghe cô chú anh chị, củ nở. Củ bự hơn cầm tay con nữa. Củ này hoành chắc tầm 20 mấy à. Rồi, xin thông số ra. Hoành thân vị trí này là 40. Hoành thân 40. Dạ. Đường kính bầu là 45. Rồi. Đo thử cái rễ không? Dạ. À. Chiều cao. Chiều cao là 67. 67. Dạ. Con đo hảo cái rễ thử cho cô chú anh chị không cảm. 20 nghe cô chú anh chị. Rễ 20. Dạ. Cây rồi. Lực lắm. Cây số 10 này con giao lưu cô chú anh chị là giá là 4,5 triệu, con bao ship toàn quốc. Rồi đọc số điện thoại đi Nhiệm. Số điện thoại con là 0939 829 852, con tên Nhiệm. Rồi vậy là dạ, hôm nay thì con cũng giao lưu với cô chú anh chị là tổng cộng là 10 phôi. Thì cô chú anh chị nào ưng ý thì ủng hộ tiếp con. Con xin chân thành cảm ơn và con xin kính chào ạ. Rồi mến chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào clip sau.